Công an Bình Dương chiều ngày 23 tháng 3 cùng chi cục thú y kiểm tra cơ sở thu mua heo thịt ở thị xã Bến Cát. Lực lượng chức năng bắt quả tang 6 công nhân đang dùng xô có gắn vòi bơm nước vào miệng heo và tiêm thuốc an thần vào 10 con heo. Hơn 200 con heo khác đã được bơm nước và thuốc, nằm ngủ ly bì. Chủ cơ sở Trần Quốc Thái khai mua heo từ các hộ nuôi ở Bến Tre rồi đưa về để bơm nước nhằm tăng trọng. Heo bị tiêm thuốc an thần sẽ dễ bơm nước và yên ổn trong quá trình chuyển tới lò mổ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ bơm tiêm, 32 xô nước có gắn vòi, 48 chai thuốc an thần nhãn hiệu Progilfor đã qua sử dụng. Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thuốc an thần Progilfor không được dùng cho heo chuẩn bị giết thịt. Heo bị tiêm thuốc phải để sau 7 ngày mới được giết mổ. Người tiêu dùng thường xuyên ăn thịt heo này sẽ có nguy cơ gây mục xương, ung thư tủy, giảm hồng cầu.